clip đang được quay tại nhà nha các bác. Đây là số điện thoại và địa chỉ của Cám Xin Đất Việt. Thì các bạn có nhu cầu gọi điện trực tiếp qua số điện thoại giúp nhà mình. Rõ ràng, phần giá cả các bạn xem trên tiêu đề của kênh YouTube Cám Xin Đất Việt. Quay trở lại với chú chim, hỏi cho các bạn xem một chút nữa. Mình xin tạm dừng tại đây nhé. Đây là chú mi khá là đẹp và tốt. Quay thực tế tại nhà luôn. Đấy. Và thấy đây số điện thoại, các bạn có nhu cầu gọi điện trực tiếp qua số điện thoại. Giá cả trên thành tiêu đề mình sẽ ghi rõ luôn.